Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 8, như thường lệ mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện đáng chú ý diễn ra trên địa bàn tỉnh ta trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp trên địa bàn có số nộp thuế lớn vào ngân sách địa phương trong 7 tháng đầu năm 2018 và đối thoại cùng người nộp thuế trên địa bàn. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, 228 doanh nghiệp có số tiền nộp thuế từ 200 triệu đồng trở lên trong 7 tháng đầu năm 2018 đã được biểu dương. Trong 7 tháng đầu năm nay, số thu từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nộp 782 tỷ đồng, chiếm gần 62% tổng thu của toàn tỉnh. Trong đó, 228 doanh nghiệp được biểu dương tại hội nghị lần này nộp thuế 613 tỷ đồng. Kết quả đó đã đánh giá một cách toàn diện về vai trò, vị trí, trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với ngân sách địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cho rằng, cùng với sự xuất hiện của những gương mặt mới, nhiều đơn vị có số nộp thuế cao hơn năm trước đã cho thấy sự trăn trở, nỗ lực quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh để thực hiện khát vọng đưa Quảng Trị phát triển. Lễ tuyên dương có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy chứng tỏ sự quan tâm rất lớn của Thường trực Tỉnh ủy đối với nguồn thu ngân sách địa phương với những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống, chúng ta hy vọng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 25 để rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 và chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, mặc dù được đánh giá là kỳ họp thành công và nhận được sự đồng tình của cử tri, tuy nhiên các ban Hội đồng Nhân dân, văn phòng, các đại biểu và các cơ quan chuyên môn không được chủ quan, không được thỏa mãn với kết quả đó mà cần phải nỗ lực hơn nữa để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử. Đối với việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12, ngoài 21 nội dung theo luật định, còn có một số đề án mang tính chất địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan bắt tay vào công tác chuẩn bị. Tuần qua, sự kiện như là một tin vui, đó là vào ngày 9 tháng 8 năm 2018, tại xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công, triển khai xây dựng công trình đường trung tâm trục dọc khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Quảng Trị. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của công trình, nhất là khả năng tạo động lực phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối, phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở trong và ngoài khu kinh tế Đông Nam. Đồng thời cho rằng đây cũng là sự cụ thể hóa quyết tâm của tỉnh Quảng Trị, sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực kịp thời của chính phủ và của các bộ ngành trong xây dựng và phát triển khu kinh tế Đông Nam. Liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tuần qua tại Mục Đa Hán, Thái Lan, Viện Mê Công phối hợp với chính quyền ba tỉnh Quảng Trị, Sa Văn Na Khệt Lào và Mục Đa Hán, Thái Lan đã tổ chức chương trình hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự hội nghị. Tại hội nghị, doanh nghiệp ba tỉnh Quảng Trị, Sa Văn Na Khệt và Mục Đa Hán đã thống nhất trình bày đề xuất chung liên quan đến thực hiện minh bạch các khoản phí và lệ phí đối với hàng hóa, phương tiện, con người và cải thiện phương thức thực hiện ở các cửa khẩu. Đối với các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị và Sa Văn Na Khệt, đa số ý kiến phát biểu đều cho rằng tiềm năng hợp tác phát triển du lịch của hai địa phương là rất lớn và cần có những chính sách ưu đãi hợp lý hơn từ chính quyền hai tỉnh nhằm tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển du lịch trong thời gian tới. Bên cạnh đó là một số đề nghị về việc tối ưu hóa và đồng bộ quy trình một cửa một lần dừng tại cặp cửa khẩu quốc tế La Bảo - Đen Sa Văn nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho việc thực hiện thủ tục thông quan qua cửa khẩu cho các doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua cùng với cả nước, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 57 năm thảm họa Da Cam. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả để lại của chất độc hóa học vẫn còn dai dẳng. Nỗi đau từ di chứng chất độc da cam dioxin còn đè nặng lên nhiều gia đình. Là địa phương có hơn 15.400 người bị nhiễm chất độc da cam,
Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau, giúp cho các gia đình vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống. Cùng với việc hỗ trợ vốn cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam, dioxin phát triển kinh tế, từ số tiền hơn 30 tỷ đồng vận động được trong 12 năm qua, Hội nạn nhân da cam, dioxin tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như tặng quà, thăm, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng nhà tình thương, phương tiện đi lại, hỗ trợ nuôi bò cái, sinh sản để nâng cao đời sống, xây dựng trung tâm nuôi dạy, phục hồi chức năng cho các nạn nhân da cam. Thưa quý vị và các bạn, những nạn nhân chất độc da cam dioxin vẫn đang hàng ngày phải đối diện với nỗi đau về thể xác, tinh thần và sự khó khăn trong cuộc sống. Bởi vậy, hơn ai hết, các nạn nhân chất độc da cam dioxin rất cần sự đồng cảm, sẻ chia, chung tay giúp đỡ của toàn xã hội để phần nào giúp họ quên đi những mất mát, thiệt thòi, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc mục Quảng Trị tuần qua. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.